Rồi, xin chào tất cả anh em đang xem clip này. Thì hôm nay mình lên mình thanh lý một ít máy mài hai đá cầm tay ha, những con máy mình dùng từ lúc khoảng 4-5 năm nay. Thì hôm nay mình về một lô máy điện 220, cho nên mình thanh lý là những con máy điện 100V. Thì anh em nào đã có biến áp rồi thì anh em xem trên clip này coi, có nhu cầu thì mình liên hệ trực tiếp số điện thoại, hoặc là anh em nhắn tin qua Zalo, hoặc là nhắn tin trực tiếp số điện thoại của mình ha. Chứ anh em đừng nhắn tin trên phần bình luận nha, phần trên đó chỉ để nhắn tin để anh em mình tham khảo trao đổi thôi, chứ không có mua bán giao dịch trên phần bình luận trên YouTube nha anh em. Thì số điện thoại mình anh em xem clip thì phía số điện thoại mình sẽ để trên phần dưới tiêu đề. Rồi giá cả thì mình sẽ báo trực tiếp trên clip này luôn ha, tại vì máy này mình cũng chưa có vệ sinh cho nên nghi nên nó dơ nha, cho nên mình báo giá trực tiếp và cân nặng trọng lượng là của những từng máy nó bao nhiêu thì anh em chú ý xem từng sản phẩm cho nó phù hợp cho mình nha. Thì như thường lệ thì mấy những con này thì mình sẽ không bao ship COD nha anh em, giá trị thì nó cũng tầm một dưới 2 triệu đổ lại thôi, mình không bao ship COD. Thì anh em cứ lựa chọn hình thức mua hàng thôi, tất cả các hình thức anh em mua hình thức nào mình vẫn bán ha. Một chuyển khoản mình sẽ đi ship, còn COD là không bao gồm phí ship nha. Rồi anh em mới giao dịch mình lần đầu thì vui lòng cọc hàng mình mới vận chuyển nha. Thì hôm nay có một con điện 220 thôi, thì còn lại là những con máy này thì mình có mấy con này thì mình đã dùng cũng lâu rồi cho nên còn xài cực kỳ tốt, cho nên mình thanh lý cho anh em cảm thấy phù hợp mà anh em mua nha. Con này mình sẽ 220 này mình sẽ giới thiệu sau nha anh em. Trước tiên mình sẽ bán con này. Con này là mình bán 1.900.000 nha anh em, 1.900.000. Anh em thấy nó mắc hay, nhưng mà xứng đáng với giá tiền của nó nghe. Những con này bao năm nay anh em nào xem kênh mình nhiều thì mình sử dụng con này là để đánh đồ nghề của mình, là kìm búa mổ lết rồi đó. Là khoảng hơn 4 năm anh em, tải cực kỳ im và cực kỳ mạnh. Nó nhỏ vậy đó, công suất nó chỉ 200W thôi. Để mình quay xuống cận cảnh cho anh em xem nha. Ví dụ như những thời gian mình bán đồ nghề thì anh em thấy là mình thay bằng mình đánh bằng những cái đánh mấy cái cước. Cước này cước của Đài Loan nha anh em. Mua gần 100.000 một miếng, chứ cước Việt Nam xài nó sẽ dằn mấy cái cước ra hết, xài chỉ được một tuần lễ 10 bữa thôi. Ví dụ mấy cước inox này nè. Đó mình dùng cho con máy này. Nay mình tháo mình bán, mình thay những con máy điện 220. Cái này bán mấy cái bánh nỉ để đánh bóng nè. Giờ mình thay vào nó là zin của nó là hồi đó mình mua ở bãi về còn rất là mới. Hồi xưa mình mua nó mới lắm anh em, nó mới hơn cái con này mới mình mới về nữa. Cho nên hồi đó mình mua giá con này là khoảng 2 triệu rưỡi á. Và đó điện zin của nó là một cái bánh đá này nè. Nè anh em nhìn kỹ nha, để mình zoom gần lại. Bánh đá này nó bánh đá y như đá qua cương em, nó đính hợp kim lên đây nè, không biết nó mài trong cái việc gì bên Nhật á, cho nên những cái cặp tay này nè, cái bảo vệ nó sẽ tháo bỏ đi hết, kiểu như cái người sử dụng nó sẽ lắp vào, nó sử dụng cái này nó bỏ cặp tay, cho nên về khi về Việt Nam nó sẽ không có kèm theo đó. Thì hồi đó là nó gắn một cái đĩa này, cái đĩa cắt kiểu cũng dạng như là để dùng trong công việc để cắt gạch mài gì đó anh em ơi. Cái này là như cái đĩa của Lotter nè. Nè, đĩa có Lotter. Cho nên cái này thì trong lắp vào cái máy này thì nhu cầu ở đây thì mình thấy nó không có hợp lý lắm ha, cho nên mình tháo ra mình sẽ thay vào nó bằng một cục đá mịn của Nhật luôn nha. Đá mịn của Nhật luôn. Đá này trị giá trong khoảng 100-200 ngàn nha anh em. Này đá mịn. Nó tùy theo công việc thôi, anh em thấy hợp thì anh em mua nha. Đây. Đĩa 100V 200W. Đây, anh em thấy nó dơ ha, thấy nó dơ. Để mình sẽ cân luôn nha, quay cho cận kẽ hơn. Tại vì mình trong thời gian mình sử dụng á, mình chưa rửa một lần nào luôn, em cho nên anh em thấy bụi bẩm vậy ha, bụi bẩm. Anh em này về rửa lên nha, anh em thấy nó dơ dưới, đó, toàn là bụi bẩm thôi. Còn bụi bẩm trong những cái đồ mình đánh anh em, nó bám vào đó, chứ tất cả là nguyên zin hết. Đó, về đánh ra là nước sơn zin nó còn y thinh như luôn nha. Nước sơn zin nó còn ở đó đó. Để mình sẽ cân cái trọng lượng nè. Như hình nha anh em, để mình cân cái trọng lượng trước rồi mình sẽ đi vào test máy. Con này không biết cái cân mình 15 ký nó đủ tải không nè.
đủ nha anh em, nó nặng 14 kg. Nặng 14 kg nha. Đó, nó nặng 14 kg. Rồi mình lôi xuống. Là luôn đá đó nha anh em. 14 kg mà nha. Nhìn cái con này anh em thấy chứ, nó cực kỳ mạnh nha. Không bao giờ mà mình ép tải mình đánh bóng, nó không bao giờ mà có chuyện ngắt. Không bao giờ có chuyện ngắt nha. 200W 100V thì đương đương nó ăn dòng khoảng tầm 2 ampere. Cái này thì nó không có để cái dòng tôi hết. Thương hiệu của nó là để tên là SMK. SMK. Chú ý điện 100V nha. Anh em thấy cái rotor nó rất là bự. Nhưng nó bự mà nó không phải dạng như cốt dài ha. Bự. Nhìn nó cũng hàm mẫu, nó cứng, cũng cứng cáp lắm, nhìn nó đồng thanh đồng thủ lắm. Mình sẽ đi vào test máy nha nè. Mình test cái nguồn điện 100V đó nha. Cực kỳ im luôn. Tại dưới nền gạch nó trơn, anh em có thể thấy nó xay nha. Bên đây đá này mình không biết nó dùng trong việc gì. Đá này nếu mà trong đúng công việc thì đá này cái viên hợp kim này nè, nó sẽ rất là mắc tiền ha. Còn bên đây đá mịn anh em có thể mài dao. Thường mình như mình dùng thì mình cũng chẳng có hề mình bỏ, thường dùng mình bỏ mấy cặp te này hết rồi. Khi mình lắp vào những cái này nè, nó sẽ lớn hơn. Cho nên mình sẽ không sử dụng đến cái này. Cái bảo vệ này cũng như là để thẩm mỹ thôi. Đa phần về dùng nhìn như hầu như ai cũng bỏ ra hết. Một cách bỏ ra đi cắt hết. Đó, anh em thấy cái bánh trớn nó rất là im ha. Chưa một lần thay bạc đạn luôn nha, mình sử dụng hơn 4 năm rồi. Đó, hôm nay mình đã công tắc riêng luôn, từ A tới Z riêng hết, bạc đạn riêng. Chỉ có thiếu cái là mấy cái cặp te này thôi, với mấy cái cử thôi. Nhưng y như không, vì cái này không phải là hàng mới, hàng đã qua sử dụng ha, cũng Nhật. Anh em dùng là cực kỳ bền luôn ha, và mạnh thì mình khỏi phải chê luôn. Con này anh em có thể dùng ở xưởng được luôn ha. Nó tùy theo cái công suất watt, nhiều khi những con nhỏ nhỏ nó cũng là 200 mấy watt, nhưng mà tùy theo ở cái trọng lượng của cái phần rotor tato này nữa nha anh em. Chứ không phải là anh em thấy số watt nó lớn là nó mạnh hơn con này đâu ha. Chỉ 200W thôi là mình bao anh em xài là đánh không giờ, cho nó ép tải đưa đồ vô anh ép tải không bao giờ có chuyện ngắt luôn, kể cả những cái con nhỏ luôn nữa. Cho nên nó con lớn nha, ép tải chạy suốt không bao giờ nóng. Thì mấy năm trước thì mình, trước khi dịch thì mình bán đồ nghề liên tục á, anh em biết là ngày nào mình cũng sử dụng đến cái con này hết. Đó, sử dụng liên tục mấy năm trời. Thế bây giờ anh em thấy nó không có nhúc nhích gì hết, không có vấn đề hết. Điện zin 100V, một giá bán là 1.900.000. Anh em chuyển khoản mình bao ship nha. Nói chung tiền ship con này là khoảng dao động khoảng chắc khoảng 100.000 nha anh em. 14 kg để dí mình vô thùng này nữa, nó chắc khoảng lên 15 kg, nó dao động chắc khoảng hơn 100.000 nha. 1.900.000 nha anh em. Tại về sao mình bán vậy nha, tại mấy năm nay mình bỏ con này ra mình cũng đâu có dùng tới đâu. Mình bỏ cái mấy cái đá này ra mình đâu có dùng tới đâu. Nè. Cái đá anh em chú ý nha, những cái đá này nó giác xéo này. Giác xéo xuống. Để mình cho anh em có xem lại cái viên đá này nha. Đá này về mình chưa một lần dùng luôn á. Giác xéo như vậy, kiểu như cái tô qua chén nha anh em. Điện zin nó là bên đây cũng có tháp hợp kim nè. Nè nó tháp còn bên trong y như vậy đó. Khi anh em mà về mình vệ sinh ra cái này, cái ống này mình mới gắn cái te này vô nè. Vậy vệ sinh ra nó sẽ như thế này, sạch đẹp như thế này thôi. 1.900.000 nha. Cực, nếu mà anh em không có lấy ấy đá thì mình liên hệ mình trừ mấy cái này lại ha. Trừ cái này lại. Chung thì nói chung này nhiều khi anh em nào cần kiếm cũng rất là khó. Khi mình để lại nhiều khi bán phải tìm đúng người. Còn mấy cái đá này thì đá mài này thì thông dụng rồi. Ai cũng có nhu cầu cần hết rồi. Đá còn đá Nhật không ha, cái này cũng vậy, hàng Nhật luôn. Còn cái đĩa này để có thể mình gắn và bán riêng, để mình có thể anh em lắp vào những cái cưa rồi đó, cắt gạch đá rồi đó. Đĩa có lót tơ, mấy cái đĩa này cũng mắc tiền đó. Rồi, giúp 1.900.000. Rồi, bỏ qua một bên. Tiếp theo, xưa thì mình dùng đó, là con đó đánh bóng đồ ha, đánh đĩa xét. Còn con này mình mài. À, con này mài. Canh trước mình thử nha. Mình mài mấy cái đồ linh tinh đó anh em, mình mài để con này hơn 5 kg à. Đó anh em thấy nè.
chỉ 5 kg hơn thôi. Để quay cận cảnh cho anh em mình xem cái công suất nó là bao nhiêu nha. Con này cũng chưa là zin luôn, 100V. Giờ thì nó hơi bị mờ, không biết bao nhiêu watt luôn nè. Đây cứ mờ mờ thấy là 1.3 hay là 3A thôi. 3A thì nó đi ra tới 300W là không. 100V. Này nó hơi thông số hơi mờ rồi. Nhưng mà mài cho hơi cực phê, nó sử dụng đá 1 tấc 25 anh em, đá 1 tấc rưỡi vẫn được. Để mình đo bên ngoài. Rồi ha, mình bỏ xuống đi. Mình đo cái bảo vệ bên ngoài coi. Để mình đo cái phần bảo vệ bên ngoài là mình sử dụng đá nó nhiều nhất. À, đá 1 tấc rưỡi nha anh em. Sử dụng đá 1 tấc rưỡi. Mình bán cho anh em là 700 ngàn ha. 700 ngàn, chuyển khoản bao ship. Đó, tiền nào của nấy thôi anh em. Con này mình toàn giật, con kia nó nặng tới gấp 3 lần như thế này con này ha. Nên nhiều khi anh em nhiều khi nghĩ cái công suất nó, giá tiền nó như thế thì công suất nó đương nhiên nó phải khác nha, tùy theo các công việc thôi. Con này điện zin 100V luôn nha. Này nó kêu ở dưới cái đồ mấy con cái chân dưới nha anh em. Nó kêu mấy cái chân dưới. Không có kêu này nha. 700 ngàn đồng chuyển khoản mình bao ship nha anh em. Đặt đạn vẫn còn tốt, cái trớn còn rất là lâu. Điện zin, tất cả zin chưa một lần thay mặt đạn. Tại vì mấy năm trước mình mua mấy con còn mới, mình sử dụng tới hôm nay anh em thấy cái con này chỉ yếu mài thôi, con kia đánh dơ thì nên anh em nhìn thấy nó bám bụi với bám cái dỉ xét rồi ha. Chùi ra là vẫn sạch đẹp. 700 ngàn, con bự 1.9 triệu, không có đánh số nha anh em. Này có mấy con thôi nên giá cả nó có sự khác nhau hết, cho nên anh em nhắn tin cho mình dù con máy mài 700 hay con máy mài 1.9 triệu gì đó ha. Rồi để cho hết bánh trớn đi. Em có tới bây giờ nó vẫn còn chạy bánh trớn nha. Bên đây còn cái cử, bên đây mất. Còn cái cử nè, thường thường mình mài này, tại vì cái con này mình dùng mình dưới mình mài mấy cái đòn bị mẻ rồi đó, chỉnh sửa rồi thôi. Cho nên mình cũng không tháo, nếu mình tháo là mình đi gắn bánh đá, những cái bánh cước đánh bóng á, thì mình sẽ bắt buộc tháo mấy cặp đèn này hết. 700 ngàn ha. Cũng như bám bụi nha nè. Nói chung con này anh em xài gia đình là khó mà hư lắm, đừng có cắm lộn điện mà khó mà hư nó lắm nha. Chỉ có 700 ngàn thôi anh em sở hữu của máy mài đá tắt cửa nè. Đá này tụi mình xài cũng cỡ đó luôn, anh em thấy cái độ hao mòn nó cũng không có nhiều, mài cũng kinh khủng lắm. Hai cái viên đá thô nha, chứ không phải đá mịn nó mắc á. Giờ tiếp theo mình bán một cặp này luôn, bán 900 ngàn nha. Có con này là nói chung là mình chắc có thể là nó đứt dây, mình bao sống con mài đá nước này và một con máy mài này luôn. Con máy mài này nó là, để cho anh em xem. Quên. Nó nặng có 4 kg 3, 4 kg 3 đó. Nó chỉ có 70W thôi, nhưng mà đó là quên dây sẽ thế nào mình sẽ kèm theo như thế đó nghe nè. Chỉ có 70W thôi nhưng mà dòng tua nó rất là cao nghe nè. Đây nè, cho anh em xem dòng tua đó, 4.500, ăn dòng chỉ 0.8A thôi đó. 0.8A là nó khoảng từ 80W, mà đây nó ghi có 70W thôi. Thì điện 100V mình nhanh cái dòng ampere ra thì nó tương ứng với cái số watt của nó ha. Đâu rồi, để đâu 76W. Zin toàn tập. Cái này mình cắm điện chưa ha. Điện 100V nha anh em. Có con hôm nay có một con cuối cùng là cái con đó là mình 220 thôi. Và cái này mình bán thêm một cặp nha, mình bán một cặp. Một cặp kèm theo nó là một con mài đá nước. Con đá nước này thì hẳn là bây chắc nó phải đứt dây rồi. Mình trước khi mua về mình xài để bao lâu nay mình chưa ít có dùng lắm, mình bỏ trong xó tới nay nè, không biết nó bị lý do đứt dây. Với lại là mà hai con ốc này nó bị kiểu như nó bị dì xét á, nó bị te cái tròn đầu á, anh em về khắc phục gỡ ra, anh em đấu dây lại mình
bán thì mình đảm bảo là bao sóng cho anh em ha, bao chạy với dòng điện 100V. Nó con này 70W nha. Dòng tua nó rất là thấp nha anh em, dòng tua nó chỉ có 220 dòng mà, 220 250, nó chủ yếu là nó mài đá mổ mài dao. Cái này anh em có thể đổ nước vào đây nè nha, đổ nước vào đây nè, khi nó chạy á mình mài đi. 70W cái dòng tua này thì đương nhiên nó chậm, anh em đè nó có thể nó đứng luôn nha. Dù con này là dòng tua nó tới mấy ngàn thì nó sẽ không có đứng được ha. Ví dụ anh em mài lấy lưỡi mài đó, mài ví dụ những con dao bị mẻ ha này nó, anh em mài lấy lưỡi thì bên đây, xong rồi qua đây mình mài mài bén. Viên đá này chắc khoảng 600 cho tới 800 ha. Đá này chắc đá một tấc. Bên đây là có đá mặt đá giũa sơn nữa nè. Con này thì nó như là gốc gác, nó là thằng này là ở Đài Loan nha anh em. Nhớ mày mày là nó có ghi cho cái thông tin ở Đài Loan. Giờ nằm ở đâu rồi? Đài Loan ha nhỉ. Để mình tìm cho anh em xem nó rõ luôn nha. Hai con bán 900.000. Con này mình lỗ đi một nửa tiền nha anh em. Con này nuôi với hồi đó mua 706-700 á. Nói chung là xài hàng những lượng nó là mình nhớ mày mãi là hàng của thằng Đài Loan, nó ghi mấy Taiwan thì phải, mà giờ tiết kiệm tìm không ra. Để 100V nha. Ở đây nè, mình giờ tại vì mình không có bật đèn chứ giờ đây anh thấy mấy cái motor cái dây đồng nó còn sáng loáng à. Cho nên mình đảm bảo là không có chết nha. Với lại mình xài đồng nhiệt thì đương nhiên ở nhà mình từ trước ra sau tới ba cái biến áp này. Nhà trên nhà chỗ mình làm dưới ở phía sau này thêm một cái áp nữa, cho nên là nó tới ba cái biến áp nữa, cho nên cái chuyện mình cắm lên đoạn điện là không có ha, cho nên mình đảm bảo là bao sóng cho anh em. Thì kết hợp anh em về cứ sử dụng hai con này mài phá và xong rồi qua con này mài ấy, rồi tìm đợi giai đoạn cuối cùng anh em muốn mài bén độ bén theo ý muốn của mình thì thêm một giai đoạn nữa mình mài cái đá nước. Cái con này lâu quá không có dùng đâu, nó có thể nó khô nha, đã trớn nó không được mượt nè. Vậy mà cho thử cho anh em xem luôn. Nó nhỏ, nó quay kinh khủng nè. Nó tóc lọ cả, nó quay kinh khủng luôn. Không có gì mài hết. Này mình bán hai con có 900.000 là khá là rẻ nha anh em. Anh em ví dụ anh em về có thay bạc đạn cho nó mượt lại thì anh em cứ thay. Giá này thành lý là mình bán lỗ hai con này rồi ha. Đó anh em thấy nó không có cái trớn ha. Với lại nó mất đi một cái chân cao su ở dưới đây nè. Nè. Ba cái vẫn còn một cái nè, mất đi một cái ha. Cái này thì không bị bể, không bị gì hết nha. Hai viên đá zin nó luôn. Hai viên đá thô mà. Kích thước nó là nhỏ gọn, chắc khoảng gang tay mình thôi, là khoảng hơn 20 thôi. Và đặc biệt nó phía bên ngoài này nè, nó có một thêm mình cho mình gắn thêm một cái gì nữa. Ví dụ anh em mài dao xong thì có thể mình gắn qua cái dụng cụ gì nữa không biết ha. Cốt cái này răng nó khoảng răng 12. Này, này nó có cái con tán khóa cho cái đĩa này của cái cục đá này lại, còn cái phần răng này nè. Anh em có thể là dặn thêm một cái dụng cụ để mài hay đánh bóng gì thêm nữa ha, nó cho mình thêm làm cái này dư ra nữa nè. Khi anh em dặn vào á thì nó sẽ ngược kim đồng hồ, theo chiều kim đồng hồ, khi máy nó chạy là sẽ chạy chiều này thì đương nhiên nó sẽ càng chạy nó càng siết ha, motor nó chạy theo cái chiều này nè. Còn anh em dặn vô rồi dặn vô dòng này thì đương nhiên nó chạy vô thì nó sẽ càng ngày nó càng siết, cho nên anh em khỏi phải bắt tán ở ngoài. Chỉ 70W thôi anh em bán chạy dòng tua là 4.500 thì đương nhiên anh em nói nó rất là cao ha, để cho anh em mài đồ và kết hợp cái thêm một cái máy mài đá này nữa là anh em coi như là anh em có thể mài bén dao dùng gia đình ok ha. Chỉ có 900.000 cho hai cái này thôi, lưu ý là điện 100V nha, điện 100V nha anh em, về cứ tháo ra đừng có cắm điện cháy, mình sẽ không có bảo hành với vấn đề đó nha. Vấn đề cháy motor là mình sẽ không có bảo hành gì nữa nha, mình thử trực tiếp trên đây rồi, cho nên anh em lưu ý cái phần điện nhật là điện 100V ha.
Và có những cái nó điện là 220W ở đây. 2 con kia định bán là 900.000 nha anh em, 900.000 chuyển khoản bao ship, COD chưa bao gồm ship nha. Con này điện 220. Con cái đáng tiếc là về nó bị cắn đá đi, nó bị bể hết viên đá này, rất là cũng hơi bị tiếc luôn ha, cho nên mình bán rẻ lại 1.250.000 mất một đá bị bể, chứ còn đá này mình bán giá khác. Đá bên đây mình thô nè, bên đây đá mịn nè, nhưng mà mịn không bằng còn một con 1.9 nha anh em. Ví dụ thằng này 600, con 1.9 thì nó khoảng 800.000 đó. Cục đá máy in ra băng luôn rồi, nhưng mà để cái, nó bị về bị cắn cái nó bị nứt cái nó bị tét luôn. Rồi nó làm tét gãy làm đôi anh em, cứ nó vận chuyển về nó quăng nó ném mà. Và bên đây còn cặp te và cử, và bên đây nó mất một cái cặp te gì hả ha, và cử, chung là nó, cái mấy cái này là cái linh kiện không có cần thiết ha. Rất là tiếc. Và cái con máy mài này nó có thể sử dụng cho hai loại đá, ví dụ là cái loại đèn đá zin của nó nè, nó sử dụng trong cái này đó, cái loại cốt anh em, cái loại cốt này nó khoảng chắc 25 ạ. Đó, đó. À, lắp vào đây thì nó dự y ha. Thì ví dụ anh em dùng cái loại đá nhỏ, mình lấy ví dụ như là cái thằng này đi, nó có nhiều cái loại đá nó sẽ sử dụng cái cốt nhỏ nè, như cái cốt này đi, cốt này không biết bao nhiêu, em lắp vào thì này nó còn hơi rộng ha. Thì nói chung là mấy cái này là đơn giản lắm, anh em mua cái sơ mi nhựa ở ngoài mấy cái tiệm điện bán đầy ha. Này mình mua cả đống, mình mua một mớ sơ mi nhựa để mình ấy nè, các loại sơ mi hết gắn vào là vừa hết luôn đó. Cái này có mấy ngàn một miếng anh em, ra tiệm điện anh em mua là có ha. Đó, biết mình nói là ví dụ cho nó sử dụng mình hai cái loại đá nha. Đó, để mình tháo ra mình test máy anh em, chứ là mình khi anh giao anh em là một bên đá nè, anh em nhìn y như hình nha, tại mình gắn vô nó sẽ có cái độ rành, tại vì không có đá kìm á, nó sẽ có rành, cho nên mình tháo ra mình để đây. Nói chung viên đá này thì nó bể như thế này là không có dùng được, mình bỏ nha anh em. Còn anh em muốn lấy thì mình sẽ gửi thêm kèm theo anh em về, cứ một cái này cũng được ạ, anh em mài liếc dao để sử dụng mài dao cũng được nữa ha, chứ không có bỏ, bỏ cũng hơi tiếc đá nhật. Con này mình bán 1.250.000, điện 220V, điện zin nha. Con này mắc một bên cặp te này cả nữa đây, ô bà tôi còn chục ký rồi, con này 8 ký hơn nha em, cho 8 ký đi, chưa kèm linh kiện đó. Quỳnh là như những cái khoái khuyết điểm mình sẽ nói luôn nha Quỳnh nữa. Có con 10 mấy ký thì đương nhiên là những cái thì nó sẽ khác ở cái phần này nè. Thì mình sẽ quay xuống cận cảnh cho anh em xem ha. Đây nè, nó mất đi một cái, nó bị bể đi một cái nè, mình làm cái bát L nè, dán một cái đế cây sẵn im ru và rù, anh em về rồi mà cứ có khoan 4 cái lỗ dưới chân sẵn, anh em muốn về cố định ở đâu anh em cứ khoan bắt ốc tán vô đây là anh em sử dụng thôi ha. Nè, lưu ý nó mất đi một tí xíu nha, cái đế như này ha, bể cái đế. Và có thay cái công tắc, công tắc nó về đây mua không có anh em. Nó cũng có công tắc y như vậy luôn nè, nhưng mà nó là cái công tắc nó loại to hơn, mua đây là không có. Cái máy mài này em thấy nó đưa cái học gió ra nè, như này anh em mài đồ đó, bụi bặm đồ nó sẽ ra cái đường phía sau, còn những con kia là nhìn bích chịch hết đó. Con này cũng hơi đặc biệt. Bên đây thì còn nè, giờ mình thay cái chui cắm nha. Trong chui bãi thì mình hết, mình thay mấy cái chui Việt Nam nha nè. Mình thay mấy chui Việt Nam nha. Còn mấy con kia là chui zin. Rồi mình sẽ cắm điện vào mình test nha. Quên mình coi cái công suất trước đi đã. Con này thì nói chung nó hình mờ rồi. Con này là mình gắn thêm một số linh kiện nữa thì nó linh kiện nữa thì cũng một gần 9 ký. Đá này nọ nó khoảng 9-10 ký. Đá chắc phải lên 9 ký. Này là một cái tem nhôm nha, là trên đây là nó bị mờ rồi nè, bị mờ nha, đèn chiếu gì nó bị mờ ráo rồi. 1.250.000 thôi, điện 220V nè. Đó,
công sức thì nó cũng hơi mờ, dòng tua nó 2840. Con này anh em xài xưởng nhỏ với xài gia đình cũng rất tuyệt vời nha. Nè, con này thì đương nhiên anh em thấy cái trọng lượng nó khác nhau hoàn toàn hết. Cái số watt, nhiều khi cái số watt còn có 70 watt nó chạy 4500 vòng là cũng anh em thấy nó cũng phê rồi ha. Nhưng mà cái khác nhau ở nhiều khi cái ở kích thước cái rotor với cái to nó làm nó sẽ cái độ mạnh nó sẽ khác nhau. Con này thì dù mình đo đây mình không có tính đá là khoảng 2 tấc nè. Như con 1.9 thì mình đo thì nó cũng có hơi hơn 2 tấc hơn thôi, nhưng mà nó bự hơn. Thằng này nó bự hơn. Tuy nhiên nó sẽ mạnh hơn nhiều, rất là nhiều. Mình sẽ cắm điện 220V nha. Đây, điện 220V của mình ở đây nè. Đó. Mấy con kia điện 100V, cái nguồn điện mình để bên kia. Nói chung này thì đá nó còn hữu dụng được, mình sẽ gửi kèm theo cho anh em luôn 1.250.000, chưa bao gồm phí ship COD nha. Tất cả là máy mài hôm nay mình không bao ship COD nha, anh em chuyển khoản mình bao ship hết. Chung tiền ship mấy con này cũng hơi phê nha anh em, mình trả ship ít nhất con nào nhẹ nhất là hình như hôm nay là không có 50.000 đâu. Con nãy kia 4-5kg thì nó chắc cũng khoảng 4-5, chắc khoảng từ 50 đổ lên. Còn anh em trả ship nó thu hộ nó sẽ có cao hơn nữa nha. Giờ bật máy. Ủa, nó không ăn điện nữa. Tại vô có đá nó quơ nha anh em, có đá nó quơ nên nó rành không. Tại nó hai đá nó không có đều nhau, một có một bên đá bên hông nó sẽ không đều, nó cho nên em cảm giác nó để dưới đất nó lắc ha. Quên được cái con này mình đã thay bạc đạn, cho nên cái lô 220V này về nó bị hư bạc đạn hết ráo rồi. Tại vì cái đợt này vì lũ lụt mưa gì đó, nó đa phần 10 con 8 con hư hết 7. Chữ 250 nha, chuyển khoản mình bao ship. Thay anh em mua những con kia thì có thể điện 100V nó có rẻ hơn những con 220V. Tiện cái anh em xách mấy con này xách đi đâu cũng được hết à. Còn điện 100 thì anh em chung để ở đâu có nguồn điện 100 thì anh em mới sử dụng được nha. Thì giá đương nhiên hàng zin điện 220V lúc nào cũng đắt hơn 100V nha. Hàng sản xuất tại Nhật thì đương nhiên nó sẽ có cái giá trị nó rất là cao nha. Còn hàng thương mại dù nó sản xuất ở Trung Quốc hay đâu đó thì giá thành để dù nó sản xuất qua Việt Nam để nó bán cho dân Việt Nam mình thì nó sẽ tính toán cái thu nhập của dân Việt Nam mình là bao nhiêu, bán bao nhiêu là vừa, cho nên nó rất là khác nhau ở chỗ đó nha. Ví dụ như anh em kênh nhiều nơi, nhiều shop trên YouTube này người ta bán những con dù Raobi, Ojito rồi những con máy mài nó cũng cỡ 1.000.000 à. Nó cũng cỡ 1.000.000 là anh em có thể sử dụng được điện 220V rồi, còn cái độ bền thì nguyên chất lượng nó cũng vẫn được. Nhưng mà cái hàng nội địa nó cũng vẫn có sự khác xa ở những cái nơi khác sản xuất nha nè. Anh em xài thì nói chung mình xài đồ nội địa Nhật thì mình cũng phải biết được cái một hai cái cơ bản đó. Ví dụ như một số, nhiều khi cũng có nhiều người anh em mình để so sánh lắm. Ví dụ mình bán một cây kiềm Fujiya đi, nội địa Nhật, sản xuất tại Made in Japan, hay còn một sản xuất một cây kiềm ở Made in Việt Nam ở Bình Dương sản xuất, nó sẽ cái giá một trời một vực nha anh em. Ví dụ hàng Việt Nam này sản xuất nó bán 200, nhưng mà hàng Nhật bên nội địa Nhật nó sản xuất có thể là 500 ha. Đó, anh em mình giải thích một cái đơn giản là hàng Việt Nam ở đây thì mấy thương hiệu của Nhật sản xuất ở Việt Nam bây giờ cũng có nhiều rồi ha. Ví dụ những cái mũi khoan Unica giúp không tắc kê hay mũi khoan này nọ đó là sản xuất ở Việt Nam có nha, sản xuất ở Việt Nam đem về Nhật hoặc là phân phối ở thị trường châu Á mình đó. Cho nên giá thành nó sẽ rất là rẻ, chất lượng thì đương nhiên nó cũng có sự khác biệt đôi chút về ở cái nơi bản xứ, cái nơi xuất xưởng của nó, bán hàng trong nội địa Nhật của nó ha. Đương nhiên người ta là ở cái nôi người ta xài đồ của người ta đương nhiên phải cái tiêu chuẩn của nó cực kỳ cao đó. Còn hàng thương mại của Nhật nó sản xuất đi bán cho anh em thì nó phải tính kinh tế và ở cái nơi nó bán bao nhiêu để cho người dân tiếp cận được. Nãy sơ vấn đề đó cho anh em biết, để người anh em so sánh nhiều khi ở cái những cái sản phẩm khác. Mình lấy ví dụ đơn giản vậy thôi. Và sản phẩm nó là đầy đủ full bộ như thế này.
đương nhiên đá tán là nó phải có đầy đủ nha anh em. Ví dụ như thằng này cốt này lắp con cái vừa y luôn mà ông ơi, nó vận chuyển thì bị con đá này hơi tiếc nha. Không, mình thấy với mình thì máy này mình đi bãi mình kiếm cũng đơn giản lắm. Giá cả tại vì lâu quá mình không có mua cái này, mình không có biết nhiêu thôi, họ bán nhiêu thôi. Còn tất cả các loại đá anh em xài cái nào thì anh em có thể dặn mình đi bãi mình sẽ tìm cho anh em. Đặc biệt hai con này có sử dụng hai cái loại đá cốt nhỏ hoặc cốt lớn là anh em sử dụng được hết. Chỉ cần sơ mi này phim nữa là mua rất là dễ dàng luôn. Cỏ này thì cái lỗ cốt viên của nó là 25 này. Còn anh tán nhỏ lên vẫn được ha. Đó. Rồi con này chỉ 1.250.000 thôi. Điện 220W luôn. Còn zin này là điện zin chứ không phải là điện một pha zin của nó ha. Chứ không phải là điện lên nha. Điện lên là mình sẽ không làm được cái tem nhôm như thế này nha. Với lại anh em nhìn cái ngoại hình nè. Đó. Nó sẽ không, mình không nước sơn zin nó mình không thể nào làm theo cái nước sơn zin của nó được. Sơn zin nó xài cực kỳ bền, nó không có ấy đâu. Bên đây anh em có thể gắn bất cứ thứ gì cũng được. Mình sẽ gửi kèm thay cho anh em này về mài dao. 1.250.000 nha. Rồi hôm nay mình có mấy sản phẩm như thế này cần bán thôi. Anh em xem kỹ, cần cái món nào thì anh em có thể liên hệ mình mua hàng trực tiếp số điện thoại hoặc số Zalo cho mình ha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em đã xem clip này.